nên đảm bảo các bạn bắt buộc là ăn lẩu cá tầm rất ngon luôn. Ôi ôi, nghe anh bếp trưởng nói thôi lại đã thấy uy tín rồi phải không mọi người? Hello, cậu lại là Tiêu đây. Sau một năm ăn cùng TikTok thì tớ không chỉ trở thành food reviewer mà còn có cơ hội được quen rất là nhiều các anh chị TikToker triệu view. Mà vui nhất là lần này còn được mời các anh chị về nhà tớ chơi và thưởng thức toàn bộ những món ăn mà mẹ tớ nấu. Đầu tiên thì có phải dẫn anh chị đi tham quan một vòng xung quanh nhà tớ trước đã. Mọi người có nhận ra đây là ai không ạ? Rồi cả đây và cả đây nữa. Sau khi đi tham quan một vòng thì mọi người sẽ chia ra làm hai trường phái, một bên thì sẽ đi cà phê, còn một bên thì sẽ ở nhà làm bạn với hồ bơi. Bể bơi ở khu dưới thì sẽ sâu hơn nên là mọi người bơi sẽ thích hơn. Bể bơi phía trên thì sẽ phù hợp với trẻ con hoặc là các hoạt động team building như kiểu chơi bóng ném như thế này chẳng hạn. Đến chiều tối tất cả mọi người sẽ quây quần cùng với nhau để ăn đồ nướng. Đồ ăn ngon không ạ? Ngon ngon trời ơi, nghe xong thấy ấm lòng quá trời luôn. Đến trưa hôm sau thì nhà tớ có chuẩn bị lẩu cho mọi người ăn. Đây là một món ăn cực kỳ nên thử khi